Hello Hồng, xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay thì bên em sẽ test cái con đáy cover BT2004. Đấy, bên em sẽ có một con duy nhất và con này thì bác cắt của chúng ta cọc hàng thì cách đây mấy tuần rồi. Thì bây giờ các bác bây giờ bác khách chúng ta lấy hàng thì em test hàng trước khi lại lên đường. Đó thì cũng vừa về được là cái lô Ribbler. Mã là MDD212M thì bass xưa cũng là một bass 30 một trip kẹt, thì em muốn ghé vào và cũng như là test chất âm của đôi lo này luôn cho tất cả bác khi mà có con cover BT204 này đánh vào nha. Vâng, và con cover này thì em test gửi tới bác khách ở Hà Nội nha bác nha. Hà Nội. Còn chiếc đôi lo JBL MDD212 hay còn gọi hay nó còn một mã là MDD200 nữa bác. Thì con này hiện tại đang cái cặp lo này hiện tại đang có giá là 13 triệu bên em bao ship. Bên em bao ship nha, và tặng kèm theo cho tất cả bác là một cái bộ dây bít cong như thế này. Bộ dây bít cong như thế này, dây là dây chống xịn của Đức nha, Getmany. Đó, dây chống xịn dây của Đức. Đây summer, chất lượng luôn chứ không phải là tặng, là không phải hàng tặng, là tặng ba cái dây chợ, dây tào lao cho các bác đâu. Đã tặng chơi hàng xịn thì tặng dây xịn luôn nha các bác nha. Nên là các bác mua hàng bên em thì yên tâm. Đôi lo này thì hàng còn bên em về thì còn cực kỳ là đẹp này, cực kỳ đẹp nha bác nhá. Thùng gỗ ní, bọc ní, lưới cây sách, một bát 30, một chip keo. Dòng này thì các bác full karaoke thì các bác tích hợp vừa karaoke vừa chơi gia đình thì rất là hợp lý. Đấy, những các bác nào mà phòng tầm 30 mét vuông là đổ lại để chơi cặp này là ok rồi. Còn các bác nào phòng rộng hơn tầm 5-60 mét vuông thì các bác thêm súp một đôi này với thêm một cái súp bắt 40-50 là các bác chơi ok. Đấy, các bác nào có điều kiện kinh tế nó ổn định, nó dư giá hơn thì các bác có chơi những cái cặp sub 50, sub đơn, sub đôi cũng được. Thì các bác ghép với những đôi này thì nó làm full lời thì cực kỳ là hay luôn. Đó. Rồi giờ thì em sẽ test chất âm của nó cho các bác cùng lắng nghe nha. Đây. Chất âm trung chỉnh nó rất là hay luôn, nghe nó rất là mịn nha. Long xin được phép chia sẻ với tất cả quý vị và các anh chị một sản phẩm rất là tốt, rất tốt cho đôi mắt ai đang bị về mắt bờ nè, lòa mắt nè.
tiếng xịn thì nó hàng xịn thì nghe tiếng nó rất là phê luôn, sáng mịn và nghe cực kỳ là hay. Thì các bạn nào yêu thích lo CBL MV lo CBL MDD 212M thì alo cho Quốc Hùng. Rồi thì sản phẩm cover BT24 thì cũng hoạt động ok, và em sẽ gửi hàng cho các bác khách chúng ta. Rồi mọi chi tiết các bác mua sắm sản phẩm thì các bác liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.